Những diễn biến mới nhất về chiến trường Ukraine trong 24 giờ qua Phần lớn người Ukraine ủng hộ giải phóng Crimea bằng biện pháp quân sự Hà Lan sẽ cung cấp cho Ukraine hai tàu quét mình Nga tăng pháo kết nhằm sớm cô lập Bắc mút trước khi Ukraine phản công Pháo binh đánh vào vị trí triển khai pháo tự hành của Nga ở Donetsk Quân đội Ukraine bất ngờ tấn công Nga ở tả ngạn sông Dnepr, căn cứ tập trung lính Nga bị săn phẳng. Người Nga hoảng loạn tháo chạy ở vùng ngoại ô Kherson. Vâng và tất cả sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Uyên My xin được mến chào quý khán thính giả đang xem tin tức trên kênh HTD News. Kính thưa quý vị, theo một cuộc khảo sát toàn quốc do Viện Xã hội Hậu Quốc tế KF cho biết, có tới 64% người Ukraine tin rằng Ukraine nên cố gắng chiếm lại toàn bộ lãnh thổ của mình, bao gồm cả Crimea, ngay cả khi có nguy cơ nhận được ít sự hỗ trợ từ phương Tây và một cuộc chiến tranh kéo dài. KIIS nhắc lại rằng, theo dữ liệu mới nhất của Viện, phần lớn tuyệt đối người Ukraine 87% phản đối bất kỳ nhân bộ lãnh thổ nào, trong khi 9% sẵn sàng mất chúng để đổi lấy hòa bình. Tuy nhiên câu hỏi này đã được hỏi chung chung về những bộ lãnh thổ mà không nêu rõ lãnh thổ và các đề xuất thỏa hiệp có thể. Theo KIIS, nhà khoa học người Anh Timothy Carton Ash đã đề xuất đặt câu hỏi về khả năng giải phóng Crimea bằng biện pháp quân sự. Theo khảo sát, những người được hỏi đưa ra hai kịch bản. Một trong số đó bao gồm sự hỗ trợ từ phương Tây trong việc giải phóng và bảo vệ đáng tin cậy cho tất cả các vùng lãnh thổ, bao gồm cả Donbass, nhưng ngoại trừ Crimea. Kịch bản thứ hai liên quan đến nỗ lực giải phóng Crimea bằng biện pháp quân sự, nhưng với sự hiểu biết rằng phương Tây có thể giảm viện trợ cho Ukraine và chiến tranh có thể kéo dài. KAAS cho biết, theo cách tiếp cận này, khả năng tìm kiếm thỏa hiệp thực sự mở rộng và nhiều người sẵn sàng chấp nhận hình thức hành động này. Tuy nhiên, phần lớn những người được hỏi, 64% tin rằng Ukraine nên cố gắng giải phóng toàn bộ lãnh thổ, bao gồm cả Crimea, thậm chí nếu có nguy cơ giảm hỗ trợ từ phương Tây và nguy cơ xảy ra chiến tranh lâu dài hơn. Viện nói thêm rằng, 24% số người được hỏi nghiêng về lựa chọn rằng để đổi lấy việc giải phóng và bảo vệ tất cả các vùng lãnh thổ, bao gồm cả Donbass, nhưng không có Crimea. Ukraine có thể kiềm chế các hoạt động quân sự trên bản đảo. Hà Lan sẽ cung cấp cho Ukraine hai tàu quét mìn. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Hà Lan, Kaisa Olagren, tuyên bố tại một cuộc họp báo sau chuyến thăm tới Odessa rằng hai tàu quét mìn của Hà Lan có khả năng hoạt động ở Biển Đen, sẽ được bàn giao cho lực lượng hải quân Ukraine. Bà Olegren lưu ý rằng các tàu quét mình sẽ chỉ có thể đến với Ukraine sau chiến tranh, khi Thổ Nhĩ Kỳ mở lại eo biển Biển Đen. Thưa quý vị, Bộ trưởng Hà Lan nhấn mạnh chúng tôi đang bắt đầu huấn luyện thủy thủ đoàn Ukraine cho các tàu quét mình loại Akma. Những con tàu này sẽ sẵn sàng chuyển giao vào năm 2025. Chúng tôi cũng sẽ cung cấp các khả năng khác, chẳng hạn như cầu và hệ thống radar. Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ vững chắc cho Ukraine. Đổi lại, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov lưu ý rằng các nước phương Tây đã thành lập một số cái gọi là liên minh cung cấp vũ khí cho Ukraine cùng với pháo binh và xe tăng. Một liên minh hải quân đã được thành lập, bao gồm Vương quốc Anh, Hà Lan và Bỉ. Ông Reznikov nói, hải quân đã có hai tàu quét mình cũ của Anh – chúng chưa thể đến được với chúng tôi. Hà Lan cũng sẽ cung cấp cho chúng tôi hai con tàu và các thủy thủ của chúng tôi sẽ sớm bắt đầu huấn luyện ở đó. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Kajsa Olagren, việc cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine cũng đã được thảo luận trong ngày hôm nay. Nhưng quyết định về vấn đề này vẫn chưa được đưa ra. Bộ trưởng Ukraine nhấn mạnh rằng chúng tôi cầm máy bay chiến đấu để tấn công đẩy lùi quân Nga trên chiến trường. Kể từ khi chiến tranh nổ ra, Hà Lan đã cung cấp cho Ukraine pháo tự hành, hệ thống phòng không, đồng thời huấn luyện quân nhân của Ukraine. Nga tăng pháo kích nhằm sấm cô lập Bakhmut trước khi Ukraine phản công. Binh sĩ Ukraine cho biết lực lượng Nga tăng đáng kể cường độ pháo kích nhằm cắt tuyến tiếp tế cho các đơn vị cổ thủ tại Bakhmut. Yuri Surotius, binh sĩ thuộc lữ đoàn độc lập số 5 Ukraine, ngày 14 tháng 3 cho biết, cường độ giao tranh tăng lên đáng kể bên sườn phòng tuyến của chúng tôi ở Ivanovsk, khu vực ngoại ô phía nam Bakhmut. Đối phương đang tìm cách tiếp cận khu vực đặc tượng đài máy bay ở Bakhmut và các tuyến tiếp tế Bakhmut, Konstantinovka. Thưa quý vị, binh sĩ này nói lực lượng Nga đã áp sát cửa ngõ Bakhmut, liên tục tiến công từ hướng làng Ivanovskoe để cô lập quân đội Ukraine cố thủ trong thành phố, song không thành công. Khi bộ binh Nga không vượt được tuyến phòng thủ của Ukraine thì họ rút lui và sau đó gọi pháo binh không quân tập kích. Lựu pháo, pháo phản lực và máy bay của họ đã tập kích rất nhiều. Không quân đối phương hoạt động từ sáng đến tối. Siro cho biết, khoảng hai tuần trước, tôi không nghĩ giao tranh còn có thể dữ dội hơn, song điều đó đã xảy ra. Lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk DPR do Nga bổ nhiệm là Denis Pushilin cho biết, các trận đánh ác liệt đang diễn ra trên từng mm đất, theo đúng nghĩa đen ở Bắc Mút. Giới chức Ukraine không quan tâm đến tổn thất trên hướng Soledad Bắc Mút. Trên thực tế, họ nghiền nát binh sĩ của mình bằng mệnh lệnh cố thủ. Ông Pushilin nói, Ukraine chưa bình luận về thông tin này, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy lực lượng Kiev sẽ rút khỏi Bắc Mút, bất chấp sức ép ngày càng gia tăng từ phía Nga. Chiến dịch Tiến công Bakhmut là trận đánh kéo dài nhất của lực lượng Nga từ khi chiến tranh với Ukraine bùng phát. Đây được coi là đầu mối giao thông quan trọng tiếp tế cho các đơn vị Ukraine tại vùng Donbass. Kiểm soát Bakhmut cho phép quân đội Nga tạo bàn đạp để tiến công những thành phố quan trọng khác ở tỉnh Donetsk. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cùng các tướng lĩnh cao cấp tuần trước đã tuyên bố tăng viện cho lực lượng ở Bakhmut, thay vì rút khỏi thành phố qua tuyến huyết mạch duy nhất còn lại. Giới chuyên gia phương Tây cho rằng, Ukraine quyết tâm cố thủ ở Bakhmut có thể là dấu hiệu cho thấy Nga hứng chịu tổn thất nhiều hơn trong giao tranh. Pháo binh đánh vào vị trí triển khai pháo tự hành của Nga ở Donetsk Quân đội Ukraine đánh vào vị trí triển khai pháo tự hành của Nga ở Donetsk. Hai khẩu pháo tự hành 2S1 Chivotica 122mm do Liên Xô sản xuất đã bị trúng đạn. Một số nhà phân tích cho rằng, cuộc tấn công có thể đã được thực hiện từ các hệ thống HIMARS hoặc M270 của Mỹ mà Ukraine đang sử dụng. Cả hai hệ thống này của Mỹ đều sử dụng tên lửa GMLRS có khả năng tấn công mục tiêu ở khoảng cách lên tới 80 km. ngụ giấc này cũng đã cung cấp cho Ukraine tên lửa GLSDP dành cho các hệ thống MLRS này, có thể bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách 150 km. Thưa quý vị, điều đáng chú ý là trong quá trình chiến sự, lực lượng vũ trang cũng có sử dụng tên lửa chính xác Viha của Ukraine, cũng có khả năng bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách xa. Về việc pháo tự hành Nga bị Ukraine tấn công thì vị trí triển khai các thiết bị tự hành của Nga đã bị tấn công tại quận Kuybyshev ở Donetsk. Các đơn vị 2S1 Gopsdivka của Nga có thể tấn công mục tiêu ở khoảng cách là 15 km. Tivotica được phát triển trên cơ sở xe đầu kéo bọc thép đa năng MTLP. Con lăn hỗ trợ của nó được làm bằng hợp kim nhôm. AGS có thân kính và vượt qua các chướng ngại vật dưới nước. Quân đội Ukraine cũng sử dụng 2F1 Tivotica được chuyển giao cho Ukraine từ Ba Lan. Các xạ thủ Ukraine sử dụng đạn 122mm của Pakistan và Ba Lan cùng với lựu pháo. Quân đội Ukraine bất ngờ tấn công Nga ở tảng ngạn sông Dnipro. Căn cứ tập trung lính Nga bị sang phẳng. Quân phòng thủ Ukraine tấn công vào các khu vực tập trung quân chiếm đóng ở tảng ngạn sông Dnipro. Hôm ngày 14 tháng 3, tại khu vực Kherson, quân đội Ukraine đã phá hủy các cơ sở pháo binh, ba máy bay không người lái và xe bọc thép của đối phương cùng một căn cứ chiếm đóng của địch. Thông báo viết các đơn vị tên lửa và pháo binh Ukraine cùng với máy bay không quân đã tấn công vào các khu vực tập trung quân chiếm đóng ở tả ngạn sông Dnieper. Việc phi quân sự hóa hai cơ sở pháo binh D-20 và Hyacinbi của đối phương, hai đơn vị bọc thép cũng như phá hủy ba máy bay không người lái đã được xác nhận. Theo Natalia Humeniuk, người đứng đầu trung tâm báo chí chung của lực lượng phòng vệ phía Nam, Hiện tại thì các binh sĩ Ukraine có khả năng đánh đuổi quân xâm lược ở cách bờ trái ít nhất 20 km. Gần đây, phong trào du kích Aztec đã công bố một hoạt động thành công ở vùng Kherson. Họ đã cho nổ tung tuyến đường sắt giữa Radensk và Aprikosivka. Quân đội Nga đang pháo kích Kherson và khu vực một cách có hệ thống. Chỉ trong ngày 13 tháng 3, họ đã thực hiện 93 vụ pháo kích. Kết quả của cuộc tấn công này là một người thiệt mạng và sáu người khác bị thương. Người Nga hoảng loạn thấu chảy ở vùng ngồi ô Kherson Người phát ngôn của quân đội Ukraine tuyên bố rằng người Nga đang bắt đầu rời khỏi lãnh thổ mà họ đã chiếm đóng trước đây. Người phát ngôn Bộ Tư lệnh miền Nam Ukraine Natalia Humeniot nói với Ken 24 của Ukraine rằng các lực lượng ủy nhiệm do Moscow cài đặt ở bờ đông Kherson đang bắt đầu sơ tán, lấy đi tài liệu và những thứ cướp được khi họ rời đi. Thưa quý vị, các lực lượng Nga đã rút khỏi Kherson vào tháng 11 do sự phản công của Ukraine. Mặc dù tháng trước bắt đầu pháo kích dọc theo sông Dnieper ở miền nam Ukraine để làm suy giảm tinh thần dân sự, như Bộ Quốc phòng Anh mô tả Tỉnh Kherson là một trong bốn vùng lãnh thổ bị Nga sắp nhập vào tháng 9 năm ngoái, thông qua cái mà phương Tây gọi là một cuộc trưng cầu dân ý giả tạo với những vùng khác bao gồm Donetsk, Luhansk và Zaporizhia. Đây là dấu hiệu cho thấy một cử chỉ thiện chí khác đang được chuẩn bị. Humenyuk nói, lặp đi lặp lại một cụm từ đã trở thành thông lệ trong từ vựng của Điện Kremlin để che đậy các cuộc tháo chạy trước đó khỏi Kiev và đảo Trắng. Bà Humenyuk cũng tuyên bố rằng Quân đội Nga đang sử dụng dân thường ở trên bờ biển đen ở các tỉnh Kherson và Mykolaiv làm lá chắn sống. Họ đang đặt các vị trí khai hỏa, bao gồm MLRS, gọi là hệ thống nhiều tên lửa, ngay tại sân sau của cư dân địa phương. Bà Hume nhất nói, điều này khiến chúng tôi gặp khó khăn trong việc ứng phó, nhưng không phải là hoàn toàn không thể. Bà nói thêm, các lực lượng Ukraine tiếp tục theo dõi các hoạt động vẫy định của Nga, đồng thời bày tỏ sự lạc quan về kết quả tốt hơn sẽ sớm xảy ra. Mikhail Troitsky, giáo sư thực hành đại học Wisconsin-Madison nói với Newsweek rằng Nga có thể đang phòng ngừa trỗi trò và cố gắng củng cố lực lượng của mình ở các vị trí phòng thủ ở các vùng Kherson và Zabritschia. Ông nói, với việc mở rộng kho vũ khí của Ukraine, lực lượng Nga có thể gặp khó khăn trong việc bảo vệ tả ngạn sông Dnipro ở Kherson Oblast, trong khi có thể có nhiều thành trì phòng thủ hơn ở phía đông mà Nga đang xây dựng ngay bây giờ. Có những tác động chính trị, ông nói thêm. Những điều đó bao gồm việc Nga cho Trung Quốc và thậm chí cả những người phương Tây ủng hộ Ukraine thấy rằng Moscow có thể tuân theo một số thỏa hiệp dựa trên nguyên trạng lãnh thổ sẽ để lại cho Nga, các phần lãnh thổ mà Nga đã chiếm giữ từ Ukraine sau ngày 24 tháng 2 năm 2022. Chuyên gia Nga Dmitry Korobot của Trung tâm Phân tích Hải quân nói với Nisquid rằng, báo cáo của Himenius là đáng ngạc nhiên. Theo những gì tôi biết thì mặt trận đó tương đối yên tĩnh, ngoại trừ các cuộc pháo kích thường xuyên qua sông. Ông nói, không có nhiều giao tranh so với hướng đông, tôi nghĩ rằng luôn có khả năng xảy ra một cuộc tấn công bất ngờ từ hướng đó. Nhưng do khó khăn trong việc vượt sông cho cả hai bên nên khả năng này rất thấp. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình, xin quý vị để lại trên phần bình luận hoặc gửi qua hầm thư htdnews.ptv.com Một lần nữa, đội ngũ HTD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các bản tin kế tiếp.